cảng xe máy An Thành Phát nha mọi người ơi. Và đổi để đổi cái màu video, cũng như là em sẽ không quay những dòng xe Taycan nữa, mà trong video này thì em sẽ giới thiệu về cái mẫu xe của dòng xe Honda. Đó, một dòng xe gọi là rất là sang trọng và hiện đại luôn nha các bạn. Đó là dòng xe SH nam, nhưng mà các bạn nữ, các chị gái thì vẫn có thể chạy những cái dòng xe này nha mọi người. Đó, hiện tại thì em có SH350 này, SH160 và SH125 nha các bạn. SH350 thì giá của nó sẽ ngoài 130 triệu nha. Và hôm nay thì em sẽ báo giá cái dòng SH125 và SH160 nha các bạn. SH125 thì giá bán hiện tại của dòng xe này là từ 75 triệu đồng. Và đối với dòng xe SH160 thì giá bán của nó là 93 triệu đồng nha các bạn. Đó, tất cả là giá em bảo đều bao VAT nha. Còn đều nếu như mọi người muốn góp thì thủ tục chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi thôi. Nếu mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cứ cầm lên giúp em Mai nha. Và đối với dòng SH125 thì em hỗ trợ trả góp cho dòng xe này, trả trước chỉ từ 15 đến 20 triệu đồng trở lên. Và đối với dòng SH160 thì trả trước giúp em từ 25 đến 30 triệu đồng trở lên là có thể lấy xe về nhá. Và nếu như mọi người có thêm giấy tờ, ví dụ như là bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế của công ty thì mọi người cứ cầm lên giúp em Mai nha. Có càng nhiều giấy tờ thì càng tốt. Và ngoài ra thì những cái màu sắc riêng như thế này thì bên em còn có độ màu sơn 3D theo cầu nha các bạn. Đó, độ màu sơn 3D thì như em Mai tư vấn trong xuyên suốt tất cả video, đó là sơn 3D thì bên em sẽ bảo hành 3 năm về chảy xước bong chóc tại cửa hàng, các bạn cứ yên tâm nhá. Có vấn đề gì thì cứ alo cho em Mai để em Mai hỗ trợ và khắc phục những cái vấn đề mọi người đang gặp phải ha. Và khi mà độ sơn 3D thì em sẽ phủ một lớp nano bên ngoài để bảo vệ màu sơn. Đó, khi mà ngoài ra thì bên em có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc lên 63 tỉnh thành luôn. Khi mà liên hệ lịch trước với em Mai qua cửa hàng sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền sang xe đi lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì em còn miễn phí 1 năm phủ bóng nano, miễn phí bảo vệ màu sơn chỉ giá 1,8 triệu. Đó, miễn phí 1 năm 3 lần cho các bạn luôn nhá. Khi mà có liên hệ lịch trước với em Mai nha các bạn. Và Zalo và số điện thoại hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn về xe thì cứ alo cho em Mai qua Zalo, đó là Mai xe máy chào góp Bình Dương, để em Mai tư vấn cũng như là đặt lịch hẹn hỗ trợ các bạn. Đó, hỗ trợ một người giá tốt này và những cái phần quà ưu đãi hiện tại đang có sẵn tại cửa hàng em Mai nhá. Và cửa hàng em thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhá. Nếu mọi người đi gần cửa hàng mà chưa biết địa chỉ cửa hàng ở đâu thì là bên cạnh em có hai cửa hàng lân cận nữa. Sợ vào nhầm cửa hàng thì cứ alo cho em để em chạy ra ngoài đón các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em, và cho em Mai xin được thả like và subscribe nha. Xin chào.